Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Toán học thú vị của tôi. Tôi là Nguyễn Việt Anh. Trong kênh này thì tôi sẽ cùng các bạn giải một số bài tập mà tôi cho rằng là thú vị. Thế nào là một bài tập thú vị? Một bài tập thú vị là một bài tập mà trước hết là nó không quá dễ. Tức là không phải chỉ một bài tập mà bạn áp dụng kiến thức được lý thuyết từ ngay được dạy ở trên lớp và bạn áp dụng một phát là ra luôn. Nhưng mà nó cũng không quá khó, không quá phức tạp, không quá mẹo mực. Tức là không giống những cái bài đi thi học sinh giỏi hoặc là đi thi Olympic. Bởi vì những bài như thế thì là hầu như là không có ích với cả đại đa phần các bạn. Một bài tập thú vị thì các bạn, nếu các bạn cố gắng một chút, các bạn đầu tư suy nghĩ một chút thì có khả năng là các bạn giải được. Nhưng quan trọng hơn, sau khi các bạn giải thì nó cho các bạn ôn tập hoặc là cho các bạn hiểu biết rất tốt về những kiến thức mà các bạn đã học. Hôm nay thì tôi sẽ chọn bài toán sau đây. Rồi, trước hết tôi phát biểu bài toán. Có một đồng xu này và đồng xu đó là không đều. Cho nên xác suất để nó ra ngửa là P này. Trong đó P là một số nằm từ 0 đến 1 và xác suất để nó ra sấp là 1 trừ P. Rồi một bạn A tung đồng xu đó 10 lần. Bạn B thì tung đồng xu đó 11 lần. Bây giờ người ta yêu cầu là tính xác suất để số lần ra ngửa của A ít hơn số lần ra ngửa của B. Thì để giải bài toán này và cũng để nhắc lại cho những bạn mà còn chưa hiểu rõ lắm về những cái khái niệm cơ bản của xác suất thì trước hết tôi giải thích lại các khái niệm của xác suất. Thì trước hết là câu nói rằng là một đồng xu này có xác suất ngửa mà người ta thường dùng chữ là P ngửa. P là viết tắt cho từ xác suất trong tiếng Anh, là bằng một số p, và xác suất để ra sấp là bằng 1 trừ p, có nghĩa là gì? Câu này có nghĩa là gì? Thì câu này các bạn có thể hiểu là nếu mà tung một số lần rất lớn đồng xu này, để cho là ví dụ tung là 1.000 lần chẳng hạn, thì nói chung thì ta sẽ có xấp xỉ, ví dụ 1.000 nhân với p lần ra ngửa này, và 1.000 nhân với 1 trừ p lần ra sấp. Đấy là điều đầu tiên này. Cái điều tiếp theo thì như vậy là xác suất, khi mà mình muốn tính là xác suất, mình muốn tính xác suất để mà bạn A này ra ngửa, số lần ra ngửa nhỏ hơn số lần B ra ngửa. Trước hết là mình hiểu cái câu hỏi này như thế nào. Thế bạn chú ý này, như vậy khi mà A tung đồng xu này, A tung 10 lần này, thì nó sẽ có có 10 sự kiện có thể. Đó là sự kiện thứ nhất, A được 0 lần ngửa, 10 lần sấp. Sự kiện thứ hai, A có 1 lần ngửa và 9 lần sấp, vân vân, cho đến A là có 10 lần ngửa và 0 lần sấp. Thì mỗi sự kiện này thì nó sẽ có một xác suất gắn với nó. Ở đây thì nó có sẽ đa có cái xác suất là 0 lần ngửa này, 10 lần sấp này, bằng xác suất để mà 1 lần ngửa này, 9 lần sấp sẽ bằng vân vân, xác suất là 10 lần ngửa này, 0 lần sấp này sẽ bằng, đúng không? Quan trọng là tất cả những con số này đều là một con số nằm giữa từ 0 cho đến 1.
Và khi mình cộng tất cả con số này lại với nhau thì nó ra là một. Có nghĩa là tung 10 lần một đồng xu thì chỉ có thể có 10 sự kiện thôi. Và đây là nó vẽ cạn hết tất cả các trường hợp rồi. Được chưa? Tương tự như vậy, nếu mà B tung 11 lần thì các bạn sẽ thấy là có 11 sự kiện có thể. Chỗ này tôi đếm hơi nhầm. Thế như vậy là không phải 10 sự kiện có thể, mà đây là từ 0 cho đến 10 thì có 11 số. Cho nên ở đây là có 11 sự kiện có thể. Và đây là có 12 sự kiện có thể. Rồi, thì bây giờ đầu bài người ta yêu cầu tính cái gì? Đầu bài người ta yêu cầu tính cái gì? Thì như vậy đầu bài yêu cầu để bài yêu cầu ấy, các bạn là tính là xác suất để mà A này được 0 lần ngửa này, còn B này lớn hơn bằng 1 lần ngửa này, cộng với này xác suất để mà A này có 1 lần ngửa này. Giả sử A có 1 lần ngửa thì tôi muốn xác suất của B có từ 2 lần ngửa trở lên này, cộng với xác suất này để mà A này có 2 lần ngửa thì tôi muốn lúc đó B thì có từ 3 lần ngửa trở lên, cộng vân vân, cộng với xác suất để mà A, tất nhiên là A mà 10 lần ngửa thì B không thể là cao hơn A được, cho nên là trường hợp cuối cùng là A có 9 lần ngửa này. Và số lần ngửa của B là sẽ bằng số lần ngửa của B nó sẽ là bằng 10. 10 lần ngửa, được chưa? Chưa? Đấy thì bây giờ bạn phải tính theo lý thuyết thì bạn phải tính từng con số này. Sau đó thì bạn cộng tất cả những con số này thì nó sẽ ra đáp án của đề bài. Tất nhiên là chúng ta sẽ không làm thế, bởi vì nếu mà làm như thế thì nó sẽ rất là dài. Nhé. Thì các bạn ở ngay ở chỗ này thì các bạn thấy một cái điều là gì? Như vậy là nếu mà chúng ta ký hiệu như vậy thì vấn đề thứ nhất của chúng ta là ký hiệu của chúng ta quá dài. Rồi. Thì cho nên hiệu quá rườm rà, cho nên là mới có việc là sẽ có một nhà toán học nào đấy trong quá khứ người ta đọc tất cả những cái này. Tất nhiên là không phải là một nhà toán học mà nhiều nhà toán học. Người ta nghĩ rằng người ta nên định nghĩa một cái khái niệm mới và sử dụng khái niệm đấy thì trước hết là để rút gọn tất cả những cái ký hiệu này đi nhé. Thì khi mà cho nên là đây là một cái khái niệm, đây là một cái ý tưởng rất là quan trọng khi các bạn học toán này. Thì đôi khi các bạn học toán thì có thể là các bạn không được giải thích là tại sao lại có người đưa ra khái niệm này rồi khái niệm kia rồi tất cả khái niệm tại sao lại như thế. Thì một khái niệm nó đưa ra bởi vì nó giải quyết rất là nhiều vấn đề, nhưng mà vấn đề thứ nhất các em có hiểu là các bạn có thể hiểu là ký hiệu đưa ra để là một khái niệm đưa ra để mà ký hiệu ngắn gọn cái gì đó. Bây giờ các bạn tưởng tượng là trong cuộc sống, nếu các bạn bây giờ các bạn không có một cái từ nào để nói về là cái bàn, thì mỗi lần bạn muốn nhắc đến cái bàn thì bạn làm thế nào? Thì không một cách nào khác thì các bạn lại phải ký hiệu dài, đưa cho tôi một cái gì đó nó có mặt phẳng ở trên và một cái bốn chân ở dưới, vân vân, đúng không? Cho nên cái khái niệm cái bàn nó đưa ra để làm gì, thì trước hết nó giải quyết vấn đề là nếu mà không có cái từ đấy thì cách nói khác nó sẽ rất là rườm rà. Thì bây giờ làm thế nào để người ta giải quyết vấn đề này? Ok. Đấy thì các bạn phải hiểu được cái logic này. Tại sao người ta lại đưa ra những khái niệm này? Không phải là để đưa ra chỉ để ép các bạn là càng ngày càng có nhiều khái niệm. Mà tất cả những khái niệm nó đưa ra, thứ nhất là bởi vì nó cần thiết là phải đưa ra. Bởi vì đạt đến trình độ đấy thì phải có khái niệm như thế. Đấy là thứ nhất. Nhưng mà ở với các bạn mà để đi để với các bạn và chú ý là bạn học xác suất vẫn ở cái mức này, nó mức khá khá là cơ bản, thì bất cứ một khái niệm người ta đưa ra thì trước hết là để người ta nói gọn một cái gì đó chứ không phải là để ép các bạn phải học chứ. Rồi thì như vậy là cái mà cách người ta viết đơn giản là người ta gọi đấy là biến ngẫu nhiên, người ta đưa ra khái niệm là biến ngẫu nhiên. Tiếng Anh là random variable.
Rồi. Trong cái kinh nghiệm dạy học của tôi thì có vẻ như là các bạn sinh viên thì đều là có tạm sử dụng được cái random variable này, nhưng mà đến cuối kỳ mà hỏi các bạn cuối cùng random variable nó là gì thì hầu như các bạn không không trả lời được nhé. Rồi thì bây giờ có lẽ là trong một clip sau thì tôi sẽ giải thích cho các bạn random variable là gì. Ở đây thì tôi chỉ nói đơn giản là tôi sẽ gọi x là số lần ngửa của bạn A. Cái này tại sao nó là một nó là một biến. Rồi, theo tiếng Anh thì một biến là một cái gì đó, một đại lượng gì đó mà nó có thể nhận giá trị khác nhau. Có nghĩa là khi mà bạn A bạn ấy tung đồng xu thì bạn không biết trước bạn ấy ra được bao nhiêu lần ngửa, đúng không? Đấy gọi là một biến. Người ta nhét thêm cái chữ random này vào có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái biến đấy có nghĩa là mình không thể dự đoán được trước. Trước khi mà bạn A tung 10 đồng xu thì không có cách nào để dự đoán được bạn ấy là bao nhiêu lần ngửa nhé. Rồi. Sau đó tôi sẽ gọi Y là số lần ngửa của B. Nhá, thì bây giờ x là một con số nó sẽ nhận giá trị là từ 0 cho đến 10. Y là sẽ là một con số nó nhận giá trị từ 0 cho đến 11, được chưa? Và sau đó thì ví dụ như là người ta ghi là xác suất để x bằng 2 chẳng hạn, có nghĩa là xác suất để mà bạn A ra 2 lần ngửa, vân vân. Rồi là ví dụ như là người ta ghi xác suất để x nhỏ hơn là bằng 5, có nghĩa là bạn A ra không quá 5 lần ngửa. Vân vân, được chưa? Và bây giờ bài toán người ta phải tính là gì? Phải tính là xác suất để mà số lần ngửa của bạn A nhỏ hơn số lần ngửa của bạn B. Được chưa? Tất nhiên là sau đó thì đã từng tôi đi dạy thì đã từng có sinh viên thì không không hiểu khái niệm xác suất và trả lời câu hỏi này bảo bằng một. Bởi vì bạn A tung nhiều lần, tức là bạn A chỉ tung 10 lần, bạn B tung 11 lần thì chắc chắn là xác suất để bạn lần số lần ngửa của bạn A thì phải ít hơn số lần ngửa của bạn B nhé. Bạn lý luận như thế. Thì tất nhiên các bạn đều hiểu rằng đấy là sai đúng không? Đấy là sai. Lý do sai là gì? Lý do sai là tất nhiên sẽ có trường hợp mà ví dụ như A có thể tung được 10 lần ngửa trong khi bạn B tung không lần ngửa nào. Đấy là một cái trường hợp có khả năng xảy ra. Cho nên cái xác suất này nó không phải bằng 1. Nhưng cuối cùng xác suất này tất nhiên là nó sẽ là một con số lớn hơn 0.5. Bởi vì là tuy nhiên bạn bạn sẽ suy luận ra là như thế này, kể cả bạn chưa biết tính thì bạn sẽ suy luận như thế này. Tất nhiên tại vì B là tung nhiều lần hơn A thì chắc chắn là cái xác suất để B ra lần ngửa nhiều hơn A thì chắc chắn là nó phải có lợi thế. Cho nên con số đấy nó sẽ là một con số gì đó lớn hơn 0.5. Bây giờ mình sẽ giải bài toán như thế này này. Thì một chút lý thuyết nữa nhé. Thì một chút lý thuyết nữa thì cả x cả y thì đều gọi là biến ngẫu nhiên nhị thức. Tiếng Anh là binomial, random variable. Có nghĩa là gì? Biến ngẫu nhiên nhị thức và biến ngẫu nhiên mô tả cái bài toán này. Đấy, thì ví dụ như là tung 10, 10, 10 lần một cái đồng xu được bao nhiêu lần ngửa. Đấy, đấy gọi là biến ngẫu nhiên nhị thức. Hoặc là ví dụ như anh làm một cái công việc gì đó mà có xác suất để thành công và xác suất để thất bại. Nếu mà mình làm cái công việc đấy liên tiếp là 10 lần thì có bao nhiêu xác suất là bao nhiêu, ví dụ tôi hỏi là bao nhiêu lần thất bại, bao nhiêu thành công thì xác suất được ví dụ như được 5 lần thất bại sau đó thì là bao nhiêu, 5 lần thành công là bao nhiêu. Hoặc là người ta có thể áp dụng trong tình huống là ví dụ như là khi mà người ta sản xuất một cái dụng cụ hoặc là chi tiết gì đó, sản phẩm gì đó ở trong nhà máy thì luôn luôn là có cái xác suất để mà sản xuất có lỗi. Nếu người ta muốn hỏi là bây giờ tôi sản xuất 1.000 sản phẩm thì xác suất để có ví dụ như là 5 sản phẩm có lỗi là bao nhiêu, vân vân nhé. Thì rồi thì cái công thức của người ta sẽ viết như thế này, người ta sẽ tính ra được là xác suất
để mà biến x này là bằng một số k này. Rồi, tôi vừa nói rằng gì? À, tôi vừa nói rằng là k này có thể nhận giá trị từ 0 cho đến 10 này. Nếu tôi muốn tính xác suất để x bằng một giá trị cụ thể là từ 0 đến 10 nhá, k ở đây là từ 0 cho đến 10 thì bằng bao nhiêu? Thì các bạn sẽ suy luận một chút thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ bằng như thế này: CK 10 tổ hợp chập K của 10 nhân với xác suất để có K lần thành công và có 10 trừ K lần thất bại. K lần là ra mặt ngửa và 10 trừ K lần là ra mặt sấp. Ok các bạn, như vậy là có lẽ lần sau tôi sẽ giải thích là tại sao lại có con số này. Tất nhiên con số này các bạn biết là CK 10 có nghĩa là số cách chọn ra K 10 từ 10 người. Và con số này nó sẽ bằng là rồi là 10 giai thừa này chia cho K giai thừa này chia cho 10 trừ K giai thừa. Thì ví dụ như là C2 10 có bao nhiêu cách chọn ra 10 người từ 2 người thì bằng là 10 giai thừa này chia cho 2 giai thừa này chia cho 8 giai thừa này. Và bạn tính ra con số này nó sẽ bằng 45. Ok, bây giờ với những cái ký hiệu và kiến thức như thế này thì bây giờ tôi sẽ giải bài toán đó. Như vậy là bài toán, nhắc lại bài toán của mình là gì? Là x là một biến ngẫu nhiên này. Bây giờ nếu mà nói theo ngôn ngữ toán học cho nó ngắn gọn thì là có x là y là hai biến ngẫu nhiên này. Sau đó x là biến ngẫu nhiên mà người ta thường ký hiệu là binomial thì người ta thường viết là b này, viết tắt cho chữ binomial này. Với tham số là 10 này. Có nghĩa là tôi tung đồng xu 10 lần này và tôi đếm mỗi lần ra xác suất ra ngửa là p này. Và tôi tính sang là có bao nhiêu lần ngửa. Đấy, y, x là bao nhiêu lần ngửa? Y là b này. Tôi tung 11 lần này. Mỗi lần ra xác suất ngửa là p này và tôi đếm xem là có bao nhiêu lần ngửa. Rồi. Bây giờ mình tính là tính xác suất x nhỏ hơn y. Thì bài toán bây giờ tôi sẽ giải như thế này. Chúng ta sẽ giải như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ là nếu mà giải trực tiếp cái này thì rất là khó, bởi vì rồi thì trước là mình đã nói này, cách thứ nhất này, nhưng mà ta sẽ không theo đuổi cách này, ta sẽ không làm cách này, là cái xác suất này theo định nghĩa tức là bằng xác suất để mà x bằng 1 này và y này lớn bằng 2 này, x bằng 0 này, viết nhầm ở chỗ này, xác suất để x bằng 0 này, 0 lần ngửa này, cái người A thì ra 0 lần ngửa và người B là ra là từ 1 lần ngửa trở lên này, cộng xác suất để người thứ nhất là ra là 1 lần ngửa này và người thứ hai là từ 2 lần ngửa trở lên này, vân vân. Cộng xác suất để mà người thứ nhất là 9 lần ngửa này và bằng 10 lần ngửa. Và người thứ hai thì sẽ được là 11 lần ngửa đúng không? Lớn hơn là bằng 11, tức là 11 lần. Rồi, chúng ta có thể giải cái bài, chúng ta tính từng con số này dựa theo cái công thức này và chúng ta cộng lại và đấy là đáp án. Nhưng mà đấy không phải là một đáp án tốt lắm bởi vì cái sau khi chúng ta có một cái tổng thì chúng ta không thể rút gọn được cái tổng đấy. Hoặc là ít nhất là sẽ khó để rút gọn. Cho nên chúng ta cách hai chúng ta sẽ làm như thế này. Cách hai chúng ta sẽ làm như thế này, tôi sẽ định nghĩa một cái biến z này là biến chuẩn này, à không phải biến chuẩn, tôi nhớ nhầm, biến nhị thức này với tham số là 10 này và tham số khác cũng là p này. Rồi bây giờ tôi sẽ tính như thế này. Trước hết là tính xác suất để x nhỏ hơn z. Bây giờ x là tung 10 lần này được bao nhiêu lần ngửa, z cũng là tung 10 lần được bao nhiêu lần ngửa này. Đấy, hai người A và rồi giả sử có một người C này tung 10 lần và người ta đếm số lần ngửa của người C thì xác suất để người A tung được ít lần ngửa hơn người C thì các bạn sẽ thấy là bằng
rất là dễ tính là bằng xác suất để là người A này có số lần ngửa nhiều hơn người C, bởi vì tình huống này đối xứng. A, người A và C là đối xứng với nhau, tức là có vai trò tương đương nhau đúng không? Đối xứng với nhau. Nhưng mà ta có cái gì? Nhưng mà ta có là xác suất để x nhỏ hơn z này, cộng xác suất để x lớn hơn z này, cộng xác suất để x bằng z này. Con số này phải bằng 1 bởi vì là chỉ có 3 trường hợp này nó xảy ra thôi, cho nên tổng 3 cái xác suất này phải bằng 1. Nhưng những con số này thì có tính chất đặc biệt là con số này khá là dễ để tính. Bây giờ tôi sẽ tính con số là xác suất để x bằng z này sẽ bằng cái gì? Rồi thì bằng xác suất để mà x bằng 1 này, à, x bằng 0 này và z bằng 0 này cộng vân vân, cộng xác suất để mà x bằng 10 này và z bằng 10 bằng. Rồi thì ở đây thì tôi có lẽ trong clip sau tôi sẽ giải thích là tại sao chúng ta có cái là cái này sẽ bằng tích của xác suất để x bằng 0 và x z bằng 0. Cái tính chất này nó gọi là tính chất, cái tính chất này gọi là tính chất độc lập của hai biến ngẫu nhiên là x và z. Thì thực ra là tại vì xác suất để x bằng 0 và xác suất để z bằng 0 là cũng như nhau, bởi vì x và y là thực ra là mô tả hai tình huống giống hệt nhau. Cho nên thật cái này thì là bằng xác suất của x bằng 0 tất cả bình phương cộng xác suất để mà x bằng 10 tất cả bình phương. Rồi, bây giờ bạn chỉ cần thay con số này vào này, tất cả bình phương lên thì bạn sẽ có kết quả. Đấy, thì nó sẽ ra kết quả như vậy. Tức là bằng C0 này 10 này nhân với là P mũ 0 này 1 trừ P mũ 10 này bình phương này cộng với vân cộng với C10 10 này P10 này 1 trừ P mũ 0 này tất cả bình phương. Rồi các bạn thử xem là có thể rút gọn được công thức này không. Đấy, đây là câu hỏi cho các bạn nghiên cứu. Nhưng mà sau khi các bạn có xác suất x bằng z rồi thì các bạn tính xác suất x nhỏ hơn z và x lớn hơn z rất là dễ dàng, bằng 1 trừ cái mình vừa tính này và các bạn chia đôi. Đến bước tiếp theo chúng ta sẽ tính, bây giờ đến bước tiếp theo chúng ta sẽ tính xác suất để mà x nhỏ hơn y. Nhớ là x đang mô tả tình huống là tung đồng xu 10 lần, y là mô tả tình huống tung đồng xu 11 lần. Ok, thì bây giờ cái con số này sẽ rất đơn giản như thế này. Thứ nhất bằng xác suất để mà x nhỏ hơn z này, có nghĩa là ép bạn tưởng tượng là để tung được 11 lần thì bạn tung 10 lần đã này, tức là bạn A tung 10 lần này, sau đó bạn B cũng tung 10 lần này. Và giả sử là khi mà bạn B tung 10 lần thì bạn ấy đã được nhiều hơn bạn A rồi, thì đây là một xác suất này. Cộng với trường hợp thứ hai là bạn B này, để bạn B cuối cùng sau 11 lần tung nhiều hơn bạn A thì có nghĩa là gì? Đến lần thứ 10 hai người vẫn như nhau này, thì chính xác là nếu mà tung 10 lần hai người được như nhau thì là xác suất này nhân với là xác suất mà gì, để mà lần cuối cùng, để lần cuối cùng này tung lần thứ 11 bạn B bạn ấy được ra mặt ngửa thì nó là P. Đấy, em được con số này. Và con số này thì là mình vừa tính, con số này sẽ bằng là 1 trừ đi xác suất để x bằng z này chia đôi đúng không, cộng với P này nhân với xác suất để x bằng z này
P này nhân với này xác suất thì x bằng z này. Thì như vậy là con số này sẽ bằng 1 phần 2 này cộng với này 1 phần 2 cộng với này P trừ đi 1 phần 2 xác suất để bằng x bằng z. Rồi, có đúng bài tập này. Đó là một con số như thế này. Thì các bạn nhận thấy rằng con số như thế này thì nếu mà P lớn hơn 1 phần 2 thì ta sẽ thấy là cái xác suất mà x nhỏ hơn y thì sẽ là lớn hơn 1 phần 2. Còn nếu mà P nhỏ hơn 1 phần 2 thì xác suất x nhỏ hơn y là bằng nhỏ hơn 1 phần 2. Còn nếu mà x xác suất P là 1 phần 2 nghĩa là đấy là đều thì là xác suất để x nhỏ hơn y là bằng 1 phần 2. Rồi. Hẹn như vậy là hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Chúc các bạn học tốt.